Alo mẹ, các con mau về nhà đi. Diệu Hiên cũng không ở nhà ăn cơm giao thừa. Bố con đang than phiền là ở nhà lạnh lẽo quá kìa. Dân. Thì về nhà tôi đi. Rồi. Im nha. Bố bọn con về rồi. Uống rượu rồi đó đó, chút đến lão thẩm say khướt luôn. Tu luyện của lão thẩm vẫn kém như ngày nào. Được rồi, bố còn ngủ rồi, các con cũng về phòng ngủ sớm đi. Không phải anh bảo các con về, sao lại đuổi chúng nó đi rồi? Em không nhìn thấy bụng dạ của thằng con lớn cứ để đâu đâu à? Vậy sao thằng nhóc này không biết đang nóng lòng chuyện gì? Vậy tôi về phòng trước đi. Khoan đã. Mẹ, tôi nói trong nhà không có đồ ngủ của em. Em qua phòng tôi mặc đồ của tôi đi. À, cũng được. Hình như có chút rộng. Kim Đài, tôi nói cho em nghe một bí mật. Thật ra tôi mắc căn bệnh khá nghiêm trọng là hội chứng khát khao gia Trời, chuyện này tôi biết từ lâu rồi. Tôi đã kiềm chế rất lâu rồi. Hãy để tôi. Để. Anh ấy muốn làm gì? Mình còn chưa chuẩn bị xong. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Đã nói là chỉ ôm thôi, sao lại biến thành như vậy? Quả nhiên lời nói của đàn ông không đáng tin. Đúng rồi. Tiểu ái, tiểu ái. Cái chủ yêu dấu. Này, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ chưa? Rồi đó, cái chủ yêu dấu. Chúc mừng anh đã liên tục nhận được cuộc sống mới. Lại còn nhận được một người đàn ông tốt. Đến 60 tuổi vẫn yêu anh ta thiết. Tuyệt đối không ngoại tình, tuyệt đối không thay lòng. Thế nào, cái chủ, tiểu ái nó không sai chứ. Trải nghiệm tốt lắm đúng không? Cậu đừng nói nữa. Đồng nghiệp của Tiểu Ái, Tiểu Mỹ cũng nhờ tôi gửi lời chúc mừng cho cậu đó. Ồ, là Tiểu Mỹ, của Tiểu Ái đấy ạ. Sau khi nhiệm vụ của anh hoàn thành, chúng ta cũng phải vĩnh biệt rồi. Tiểu Ái phải đi chấp hành nhiệm vụ tiếp theo, giúp đỡ một người tên là Kim Yến Liễu. Tiểu Á đã tận mắt chứng kiến tình yêu và sự nghiệp của anh. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Từ nay về sau, hãy tiếp tục cố gắng lên nha. Vĩnh biệt Tiểu Á. Em tỉnh rồi sao? Đang ngẩn ngơ gì vậy? Không có gì. Tôi phải đi quay phim. Đau quá. Em đừng đi quay nữa. Tôi xin cho em nghỉ một ngày.
Tôi nói với ekip em bị bệnh, hôm nay em nghỉ ngơi một ngày đi. Đồ lót của tôi đâu? Giờ rồi, tôi đi lấy giặt rồi. Thấy em vẫn chưa ăn sáng, tôi lấy chút trái cây cho em ăn. Mệt quá tôi ăn không nổi. Cũng tốt. Vậy em ngủ thêm một lúc đi. Có ngày bao mặt lẽ nào anh lại muốn bảo 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 yên tâm, tôi chỉ ôm thôi. Tối qua anh cũng nói như vậy đó. Bảo bảo cái đầu anh không được gọi tôi vậy. Được, vậy anh chỉ gọi lúc có hai chúng ta thôi. Hèn chi tiểu Hồ Kim không xuống ăn sáng, hay đúng là mình vẫn đánh giá thấp con trai mình. Hai đứa về khách sạn luôn à, ăn trưa xong hẳn đi. Không được à, bên ekip đang hối, con phải qua đó chuẩn bị trước. Cái thằng này cuối cùng cũng biết về rồi, sao uống nhiều thế? Cháu cản em mấy mãi mà không được. Vừa lo cho đứa lớn xong, sau này phải lo cho đứa nhỏ nữa. Ông Diệu Hiên cũng có thể tìm được một người yêu cậu ấy. Em chậm thôi. Tôi bị như vậy là do anh mà. Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ làm nhẹ hơn. Kim này, tôi nhận ra càng ngày tôi càng yêu em rồi. Tôi cũng vậy, xem ra tiểu ái nói đúng, sự tiếp xúc thân mật quả nhiên có thể thúc đẩy tình cảm. À, mình đang nghĩ cái gì vậy? Đây là nội dung của tình yêu hòa hợp sao? Anh đừng làm loạn nữa nha. Ngày mai tôi thật sự phải đi quay đấy. Mùng 2 Tết ekip sinh dạ Hy Vũ. Kiếp này tôi nghe nói hôm qua cậu bệnh hả? Dạ con đỡ nhiều rồi. Cậu còn trẻ nhưng cũng đừng quá lao lực. Tôi cũng là người từng trải, lẽ nào không nhìn ra sao? Thầy Thái, thầy đừng chọc con nữa. Kim này, thầy Thái chúc mừng năm mới. Kim này, nhớ bảo tổ trang phục đổi cho cậu đồ cổ cao nhé. Dân, dân à. À, đều tại Thu Trì. Năm qua xuân hạ Hy Vũ. Bố xem vị trí này có được chưa? Qua bên trái một chút. Bố nghỉ ngơi đi. Con vào dọn dẹp phòng. Ai, già rồi việc gì cũng không làm được. Đồ của mình lúc nhỏ. Lúc chập tối về nhà trong con hẻm nhỏ, cậu ấy nắm tay tôi, nhưng sau khi về đến nhà tôi lại nhìn thấy cảnh tượng hết sức chấn động. Bố tôi có hành động thân mật với một người phụ nữ xa lạ. Ông ấy làm như vậy không thấy có lỗi với linh hồn mẹ tôi trên trời sao?
sự động viên của Minh Chí, hôm nay cuối cùng tôi đã có dũng khí. Thích con trai sao? Cái thứ biến thái, tao không có đứa con trai như mày. Quả nhiên ông già cổ hủ đó không thể chấp nhận, còn đánh tôi một trận tàn nhẫn ha. Tôi thấy người thật sự có bệnh là ông ta. Con xin lỗi bố, con không nên chửi bố như vậy. Tinh thần con không lên Bắc Kinh ăn Tết. Bạn trai của con tên Tiểu, Tiểu Tôn vậy, cậu ta sẽ không có ý kiến gì chứ? Không có đâu bố, bố không cần lo lắng mấy chuyện này. Bây giờ chữa bệnh cho bố mới là quan trọng. Bố thấy bệnh này của bố không chữa được đâu. Nhưng lúc bố vẫn còn nhớ, bố để tiền bố dành dụm mấy năm nay cho con hết. Bố có chết thì có tiền, nhưng con không kết hôn, cũng không có con, sau này không có tiền dưỡng già thì sao được. Bố năm mới tính đến, bố đừng nói những chuyện không may. Được được, bố không nói nữa. Bố đưa thùng quẹt cho con. Bố bố không sao, lấy khăn lau là được. Bố đừng sợ, bố con lấy cho bố cái quần mới để bố thay. Bố một mình bố chạy đi đâu trong lúc trời tốt thế này chứ? Trời tối, bố ngồi đây làm gì? Bên ngoài lạnh lắm, bố mau về nhà đi. Con nhìn này, khoai lang. Con trai bố thích ăn nhất, bố muốn mang về cho nó ăn. Kim này, kìm nén lại, nó vẫn chưa đến lúc cậu khóc đâu. Tôi thật sự không kìm được. Gia đình cậu đến thăm cậu kìa, cậu qua đó nói chuyện với họ đi, điều chỉnh tâm trạng hẳn quay tiếp. Anh ơi, sao anh khóc vậy? Không có gì, anh đang đóng phim. Bố mẹ ở đây liệu có làm phiền con đóng phim không? Quan hệ giữa nguyên chủ và cơ thể này là bố cậu ấy thật sự có phần tương tự với bố con hứa tinh thần trong phim. Không đâu bố. Đáng tiếc trước mặt ông ấy bây giờ đã không phải là con trai ruột rồi. Ngược lại còn phải cảm ơn mọi người hôm nay có thể đến. Dù có thể nào sau này tôi cũng sẽ thay nguyên chủ tận hiếu với chú. Trong phim Xưng Dạ Hy Vũ, sau Tết có tinh thần nhân lúc bố vẫn chưa hoàn toàn quên cậu ấy, dẫn ông ấy đến Bắc Kinh một chuyến. Tinh thần chúng ta đến Bắc Kinh rồi nhỉ? Bố, con muốn chụp hình, bố cười lên nào. Tinh thần con lại đây,
chúng ta chụp chung một tấm. Làm phiền rồi, nhờ cô chụp giúp chúng tôi một tấm. Bố kia chính là Tiểu Tôn. Bố thấy vẫn không tốt bằng Du Kình lắm. Trong phòng khám bệnh viện, xin lỗi chúng tôi cũng hết cách. Sau khi quay về, cậu cố gắng ở bên ông ấy nhiều vào nhé. Sau khi về quê, bố còn nhận ra cậu ấy không? Bố không biết. Chú ơi, cháu là Du Kình Lâm đây, là bạn của Tinh Thần. Ô, cá chú nhớ ra rồi. Có phải cháu thích con trai chú không? Sau này chú giao nó cho cháu, cháu phải đối xử tốt với nó đấy. Dạ chú, cháu biết rồi, chú yên tâm mà. Cậu cậu là ai vậy? Bố không nhận ra con ngân. Con là Hứa Tinh Thần, là con trai của bố. Còn tôi là ai? Bố là Hứa Đại Hải, là bố của con. Tôi là Hứa Đại Hải, là bố. Cậu là Hứa Tinh Thần, là con trai. Tôi là bố. Cậu là con trai. Xin dạ hỷ dụ, đóng máy. Đang ngay ra nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ là đóng máy phim rồi. Tự dưng nhàn quá nên tôi chưa thích ứng được ngay. Phải rồi, hợp đồng của em và giải trí quý trong sắp đến kỳ hạn rồi vậy. Chưa, còn hơn nửa năm nữa. Hôm qua quý tổng còn gọi hỏi tôi chuyện ký tiếp hợp đồng. Dù anh ta ra điều kiện gì thì em cũng đừng đồng ý nhé. Tôi muốn tự mở công ty. Em có từng nghĩ mang công ty của em về cướng của truyền thông Dương Quang. Anh đang mở cửa sao cho tôi à? Không mở cho em thì mở cho ai? Chị Lan là em Kim Đài đấy. Em ốm giọng khàn thế. Dạo này có việc không? Không khoảng quay phim thì việc khác cũng được. Em cuồng công việc à? Mới nghỉ ngơi mấy ngày mà đã khó chịu vậy sao? Không phải, em cuồng công việc, mà là nếu cứ ở nhà thì cơ thể em không chịu được nữa mất. Có một chương trình thực tế tên là Bạn Yêu Ơi, chúng ta đi du lịch thôi, chị nghĩ khá hợp với em đấy. Được, chị Lan bây giờ chị gửi tư liệu cho em đi. Đang đọc gì vậy? Chị Lan gửi cho tôi một chương trình thực tế du lịch.
tổ chương trình muốn mời tôi và Bạch Thanh Tuyền đi quay chung. Bạch Thanh Tuyền muốn đi du lịch với Kim Đài. Không được. Cái đó họ có cần người thường không? Anh muốn đi à? Chắc tổ chương trình cậu còn không được. Nhưng anh có thích ứng được cái việc bị máy quay chỉ vào suốt 24 tiếng không? Dù sao chúng ta cũng có kế hoạch đi du lịch. Nếu đợi xong, em quay xong chương trình thì chắc lại phải đi quay phim ngay. Tôi không thể để em một mình với Bạch Thanh Tiền, với lại cậu ta có chăm chút tốt cho em bằng tôi không? Anh không sợ định lực mấy cặp đôi đi du lịch với nhau rồi cãi nhau chia tay sao? Không sợ, đời này hai chúng ta sẽ không cãi nhau. Tin hót bất ngờ, chương trình cặp đôi nào đó mời được Đại Hoa và Diêm Thái Tử. Thật hay giả vậy? Định công khai yêu đương qua chương trình này ha? Đại Hoa đúng là độc lạ, lộ tin yêu đương mà lưu lượng không giảm, không bị mất fan, chỉ có mình cậu ấy làm được nhé. À, đừng nói sớm thế. Nếu không Diêm Thái Tử quay xe trong chương trình thì có trò vui để xem đây. Diêm Thái Tử sẽ không hại anh đâu. Sợ đám fan tê sủa nhặng lên quá. Nhóm chương trình thân yêu, chúng ta đi du lịch đi. Đã đến với trang viên Diêm gia, lừng danh ở đây quả nhiên danh bất hư truyền. Nó đang quay rồi sao? Chân quay tôi thế nào cũng được. Lần đầu anh ấy đối diện với ống kính, thợ nhiếp ảnh nhất định phải quay anh ấy đẹp trai chút đấy nha. Ok, tuân lệnh. Thu Trì, họ đang quay rồi. Ồ được, tôi đang thu dọn hành lý. Thế mà thằng Kim Đài đã ở nhà Diêm Gia rồi. Bên ngoài luôn đồn rằng Diêm Thái Tử nghiêm túc lạnh lùng, thế mà lại đang dịu dàng giúp Kim Đài sắp xếp hành lý, còn có cả nội y nữa chứ. Ra nước ngoài du lịch tôi cũng phải mang theo mấy thứ phổ biến thế này. May mà có quản gia Diêm ở bên lo liệu mọi thứ. Tôi thấy anh chuẩn bị đồ đạc rất chu toàn. Đã anh từng có kinh nghiệm sao? Tôi thường xuyên ra nước ngoài. Wow, giọng của Diêm Thái Tử hay quá. Con người cũng vô cùng dịu dàng, có chút bạo rồi đấy. Chương trình chúng ta nhất định hot. 6 giờ sáng nhóm chương trình đã tới trạm đầu tiên, nước Pháp lãng mạn. Sáu vị khách đều đã xuống sân bay để chúng tôi giới thiệu về họ nhé. Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì, cặp tình nhân yêu đương cháy bỏng Dương Liễu Chi, Kỉnh Tư Tài, bạn đồng hành và Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì kìa, đẹp trai quá, đẹp trai. Dương Tư Duy, đường chỉ khách du lịch độc thân. Này, đừng quên bạn đồng hành trong chương trình này của cậu là tôi đấy nhé. Tôi muốn hỏi một chút, mức độ phát sóng chương trình có lớn không? Homo có thể phát sóng à? Homo có thể phát sóng không phải xem mức độ. Nhưng câu nói này của cậu đạo diễn nhất định sẽ cho vào. Không được, không được, cắt đoạn khi nãy đi. Tranh thủ ghi lại. Bên ngoài sân bay,
địa chỉ khách sạn nó gửi cho mọi người. Tiếp theo các bạn phải tự mình tiễn đường ra rồi, lát nữa gặp lại nhé. Diêm tổng, anh từng đi du học chắc rất giỏi ngoại ngữ, chúng tôi trông cậy vào anh đấy. Ừ, để tôi đi hỏi cho. Ngoại ngữ của Diêm Tô Kỳ thật tốt, xem cậu đắc ý chưa. Lên xe thôi. Wow, đúng là đến nơi rồi. Anh Kỳ ngầu quá. Cảm thấy Dương Tư Duy và Đường Chỉ giống nhau, là đôi tình nhân thật giả giờ, làm người xa lạ đến tham gia chương trình. Chuyện này có thể nói là mà sẽ có cắt đoạn mới chứ gì. Ở đây không có máy quay đâu, anh mau qua đây. Bên ngoài toàn là máy quay, nếu tôi không ra ngoài khán giả sẽ đoán chúng ta đang làm chuyện đó trong nhà vệ sinh đấy. Tiếng Pháp của anh ngầu như vậy có thể dạy tôi được không? Anh yêu tiếng Pháp nói thế nào? Monkey. Ở đây có một đống máy quay, em cố ý dụ tôi đúng không? Tôi muốn vậy đấy, anh nói tiếng Pháp rất quyến rũ. Thân yêu, chúng ta đi du lịch đi. Tổng đạo diễn chương trình Quách Què Dân. Hai người họ quên còn đang gắn mít. Đáng tiếc mức độ này không thể phát sóng cả nước, nhưng cũng đủ rồi.